Now repeat. One. Là một này. Thầy viết một vài từ, thầy mời một bạn đọc nhá. Two. Tiếp theo là two là hai. One vein. Okay, one vein. Vein là xe tải nhỏ. Okay. Now everyone repeat. Nhắc lại cho thầy đi. One vein. Okay, so can someone say it? Cho một bạn nói nha. Can someone say it? Wait a second, để thầy cho cái một bạn nói. Okay. So Z, Zoom, okay. Say it. One vein. One vein. Good. Okay, chữ V nào. Vein. Vein. Awesome. Everyone, cả lớp nào. One vein. One vein. Okay, really good. Tốt lắm. Okay, next one. Two elephants. Two elephants. Okay, good, good. Okay, con tắt mic được rồi. Hi. Elephants. Hi, nghĩa là voi. Con voi. Okay. Xì là những con voi nhá. Thêm xì vào là những con voi nhiều hơn một nhá. If it's more than one, so you are the S, okay? Everyone, two elephants. Mình với chị em, elephants. Good. Repeat out to me. Cả lớp nhắc lại nào. Two elephants. Thời xin mời bạn Khánh Ngọc nhắc lại nào. Two elephants. Cả lớp nào. Two. Two elephants. Okay. Lên em. Elephants. 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 Không phải elephant đâu. Elephants. Giờ con ok các bạn ơi, bạn nào mà không nói thì thầy cho bật mic để tắt mic nào. Bạn nào đang nói nhỉ, các bạn vui lòng thầy bật mic cho nhá, thì nói xong phải tắt mic nào. Nói lại đi Phan Thành ông ơi. Again, two elephants. Two elephants. Ok good, two elephants. Ok really good. Ok good. Đúng rồi, tuyệt vời, two elephants. Ok, next one, tiếp theo các bạn ơi, nhanh lên. Three gì nhỉ? Three dogs, ok? Three dogs. Bạn nhìn trong vở nhá, nghĩa là ba con chó này. Trời ơi, nạ gì cái nắp, nắp thì bơm thì bé được. Đâu xem mà. Ok, good, cả lớp bạn nhá. Three dogs, ok. Như là ba này, three là ba nha. Ba chú chó này, ba dogs là những chú chó, thêm s gì vào các bạn nha, ghi to ra nha. Dogs, ok. Những chú chó, ok. Everyone, three dogs. Good job. One more time, một lần nữa. Three, chữ r mô nhận ra nào. Three dogs. Really good. Okay, các bạn ghi vào đi. Write down. So, Miss Hương, Minh Sơn, okay. Con phát biểu đi. Cả lớp nhắc lại nào. Three dogs. Three dogs. Chữ R mô nhận ra. Your lips forward. Three. Three. Okay, good. Cả lớp nói chữ U nào. U. U à? U. Sờ môi nào. Sờ vào môi đi. Chạm vào môi đi. Touch. Your lips. Three. U. U cho U. Là U nào. U. Thấy môi nhận ra không? Khánh Ngọc nào. Trong chạm môi nào. Di dung nào. U là U này. U. Three. Three. Dogs. Dogs. Really good. Okay. One more time. Một lần nữa nào. Three dogs. Three dogs. Good. Nặng. Chữ G nặng nào. Dogs. Dogs. Không. Vẫn chưa chuẩn lắm. Dog. Âm G nào. Dog. Dog. Ừ, đúng rồi. Again. Three dogs. Three dogs. Okay, really good. Đúng rồi. Gần chuẩn đấy các nhà, tuyệt vời. Okay, thank you. Okay, next one.
Các bạn phải học một cái này nữa nhá. Khi mà thầy nói thank you nhá thì các bạn phải trả lời là, các bạn ghi đi, thank you. Ai cảm ơn các bạn thì các bạn phải trả lời lại là you're welcome, ok, phải lịch sự vào nhá. Lịch sự vào sao mới thành công được, sao là mình kiếm được nhiều tiền, sao là mình nhiều người yêu quý nhá. You're welcome nghĩa là không có gì. Không có gì, ok. You're welcome, không có gì hết đâu. Yeah, thank you, you're welcome, ok. Bây giờ thầy nói thank you, các bạn nói you're welcome nha. Thank you. Cả lớp nói nào, you're welcome. Ok, xin mời bạn Trần Phương Hà nào, số 24 nào. Thank you. Cả lớp nào, you're welcome. You're welcome. Nói chán đấy, you're welcome. Buồn ngủ đấy con ơi, cả lớp vẫy tay nào, vẫy tay đi nào, bây giờ năng lượng nào, wave your hands everyone, wave your hands, Phương Hà, wave your hands, ok, nó khỏe khoắn lên nào, hít thở sâu vào, breathe deeply, ok, đừng nói là thank you, you're welcome, nói thế nói làm cái gì, ok, nói to lên, you're welcome, come on, you're welcome, ok, tốt hơn đấy, better, ok, one more time, cả lớp nhắc lại nào, bạn tắt mic đi, you're welcome. Ok, W nào, W nào, welcome. Good, thầy mời bạn nói nào. Ok, ai muốn nói cho tay, ok. Vinh Nhân Thúy nào, Vinh Nhân Thúy, ok. You're welcome. Chết đi thật. Repeat. You're welcome. Ok, thầy nói thank you, con nói là you're welcome nha. Thank you. You're welcome. Không đọc do nhé, you're. Ok. You're. Không đọc là do nhé, không đọc là do là sai nhé. Thầy gạch đi nào, quên rồi. Quên. Tân Minh à? Đâu mà không đọc là do nhá. Không đọc này. Your, thấy chữ R E cuối không? Là lưỡi thì uốn lên nào. Đọc cả lớp đó là your. Con để mic đi, con để mic thầy cho nói. Your. Your. Welcome, đáp đi nào. Welcome. Okay. Welcome. Welcome, okay. À, lại bắt đầu nhá, chị Minh Mỹ đấy. Ok, you're welcome, really good. Ok, xin mời bạn 45 nào, Trang, Ngọc nào. Các bạn phải để số thứ tự rồi mới gọi nhá, không mà thôi đấy. Cả lớp nào, you're welcome. You're welcome. Your, chữ R-E cuối con phải uốn lên đây nào. Ok, move your tongue. You're welcome. You're welcome. Đáp đi nào, welcome. Welcome. Really good, ok. Khi thầy sửa một bạn cả lớp phải nhắc lại theo nhá. Đừng phải chăm chỉ lên mới thành công được. Mới giỏi được nhá. Next one, tiếp theo. Now drink water everyone. Gọi uống nước đi. Now please drink water everyone. Uống nước đi. Đi lấy nước uống nào. Drink water. Bạn Ngân Khánh uống nước đi. Ngân Khánh ơi, số 1 nào. Ngân Khánh uống nước đi. Drink water. Uống nước đi, thầy bảo uống nước thì uống nước. Thầy chờ đấy, wait, I'm waiting for you. Ok, next one, tiếp theo nha. Three and four, ok, four. Umbrellas. Ok. Nghĩa là bốn. Bốn cái ô ấy các bạn nhá. Bốn cái ô. Umbrellas nghĩa là những cái ô. Viết to dễ nhìn rồi. Umbrellas, ok. Now, everyone repeat after me. Cả lớp nhắc lại thôi nào. Four. Again. F răng trên, cắn môi dưới, thổi ra nhá. Four. Umbrellas. Really good. One more time, let's know. Four umbrellas. Okay, good. Now, anyone want to say something? Okay, anyone want to? Bảo Hưng nào? Okay, Bảo Hưng, con nói đi. Four umbrellas. Really good. Okay, effort now. Four. Four umbrellas. Umbrellas. Really good, tuyệt vời, giỏi lắm, awesome, okay.
Next, tiếp theo mời bạn nào giơ tay đi, mời bạn Ngân Khánh đi, Ngân Khánh say it. Ngân Khánh come on quick. Umbrellas. Okay, không đọc đọc là umbrella nhé. Okay. Again, cả lớp như này nào. Four umbrellas. Four umbrellas. Con phải nhắc lại cho thầy rất là nhiều nha, phải xem lại video nha. Watch this video again. Cả lớp nào. Four umbrellas. Okay, good. Four umbrellas, nghĩa là bốn cái ô. Four umbrellas. Okay, good. Next one, tiếp theo. Five penguins. Wait a second, cả lớp chờ chút nào. Fine, cứ ghi lại đi, write down everyone. Để cho to một chút nào. Five, okay, cả lớp ghi đi, five. Penguins, okay, penguins. Okay, là năm. Okay. Penguins, okay. Vì là từ này mà các bạn phát âm mà không cảm thấy mà khó cách phát âm nhá, các bạn có thể đến gì ạ? Vào cái như lúc nãy thầy bảo ấy, bạn vào cái chỗ này dictionary.cambridge, okay, các bạn tra này, tìm kiếm này, đọc à, cái này là penguins, okay. Penguin. Okay, các lớp đọc lại nha, penguin, okay. Nếu bạn nhớ là cái dấu phẩy trên nhá, thì mình đọc lên như dấu sắc là penguin. Everyone say it one more time. Một lần nữa, one more time. Penguin. Real good. Okay, very good. Tuyệt vời. Okay. Số 09 à? Rồi okay. Các bạn ai chưa mời thì mời thì comment nhá, thầy mời nhá, 09 à. Okay, cho cả lớp đọc lại nào. Everyone. Penguin. Okay. Và nhớ SC là 5, SC, 5 là nhiều, những hoặc là nhiều, có nhiều con chim cánh cụt. Ok, nhiều con chim cánh cụt nhá, cho nó bé bé lại. Ok, everyone, penguins. Ok, one more time nữa nào, penguins. Thầy xin mời số 09 nào, Phạm Hải Đăng nào. Mời Phạm Hải Đăng nói đi. 09 à, more, wait. À, ask to unmute, ok đây rồi, ok, nói đi con. Ok, five, cả lớp nào, everyone, five penguins. Phạm Hải Đăng nói đi, vừa xin thầy nói xong rồi không nói à. Ok, everyone, five penguins. Cả lớp nào, five penguins. Quick, nhanh lên Hải Đăng ơi, chậm đấy con ơi, nhanh, five penguins. Thầy xin mời bạn phát biểu nào. Thầy cho phát biểu mà không biết ấn mấy cả. Five penguins. Không, no, five penguins. Five penguins. Chứ peanut, penguins. Bật hơi ra con này. Five penguins. Five penguins. Oh, really good. Đúng rồi. Đúng rồi con ơi. Con phải xem lại video này nha. Please watch this video again. Tất cả những bạn mà thấy nó hơi nhanh thì phải xem lại video thật là nhiều lần. Xem đi xem lại nhiều lần. Một lần không hiểu thì là xem 10 lần, 1.000 lần, 100 lần nhá. Watch it many times. Các bạn hãy nhớ là gì ạ? Practice makes perfect. Các bạn hãy nhớ một câu này. Practice makes perfect. Hãy nhớ cái này luôn luôn đúng nhá. Practice makes perfect. Ok. Tại sao thầy rất là nhiều huy chương, nhiều cúp như này? Tại vì thầy tập luyện, thực hành rất là nhiều. Vì thầy biết tiếng Anh nhưng thầy vẫn phải nói tiếng Anh hàng ngày. Các bạn hãy nhớ là phải chăm chỉ vào, như là thực hành này. Sẵn ghi đấy. Practice makes perfect. Ok. Thực hành tạo ra sự hoàn hảo nhá. Make the tạo ra này. Để cho cửa nó to lên thằng. Let me change the size, okay?
ghi đi, ghi ghi bài vào. Practice makes perfect. Ok. Tạo ra perfect là sự hoàn hảo nhá. Ok, thực hành tạo ra sự hoàn hảo. Cả lớp nhắc lại cho thầy nào. Practice makes perfect. Thực hành tạo ra sự hoàn hảo nhá. Ok. Good, next one, tiếp theo đi, nhanh không kịp. Ai mà thấy nhanh quá nào thì ngày mai ai vẫn đang hiểu thì comment đi là understood, ok. Hoặc là I understand thì tôi hiểu đi, understand tôi hiểu. Comment đi, I hiểu thì comment là I understand nào. If you understand, please comment I understand, ok. Tôi hiểu. Let me see. Let me see. Số 23 rồi, ok. Lưu Nguyên Vi nhá. Rồi, ok. Lưu Nguyên Vi. Nhận. Yeah. Everyone. I understand. Ok. Tôi hiểu nhá. I understand. Really good. Tốt lắm. Ok. Next one. Tiếp theo. Six violins, okay. Six violins. Nghe sáu chiếc đàn violon. Là sáu này, okay. Sáu violins là nhiều chiếc violon, okay. Six violence, okay, violence, okay, again, one more time, lớp nhắc lại cho thầy một lần nữa nha, repeat after me one more time, six violence, good job, six violence, okay, good, bạn nhắc lại nha, xin mời bạn Lưu Nguyên Vi nào, Lưu Nguyên Vi nhắc lại đi, đọc đi nào, Lưu Nguyên Vi, everyone, six, cả lớp bạn nào, violin. Okay, one more time. Nói lại một lần nữa, con ơi. Six violin. Okay, stronger V. Chứ V con phải đọc nó mạnh hơn chút. Dung họng nào. Violin. Cả lớp để học nào. Violin. Okay, các bạn cả lớp. Okay, everyone. Okay, cả lớp thử nói chữ A nào. A. Cả lớp nói chữ A đây nào. A. A. Nguyên V nói chữ A nào. A. A. Thấy dung họng không? Can you see the vibration over here? Đó là phải giúp học A nó lại là A. A. Really good. So, when you say V, khi bạn nói cái âm rung học ấy thì mình phải rung học như này nha. Ở lại nào. Violin. Violin. Okay, violin. Really good, tuyệt vời. One more time, một lần nữa nào. Cả lớp nhắc lại ha. Everyone repeat after me. Violin. Six. Six. Violin. One more time. Violence. Violence. Really good. Tuyệt vời, Nguyên Vi ơi. Tuyệt vời. Ok. Really good. Nguyên Vi có phải là con ở nhà ở xa không nhỉ? Con phải đi 3 cây số con mới đến được nơi có mạng để học không? Yes. Oh, that's true. Ok. So, Nguyên Vi have to come 3 kilometers. Ok. To go to a place which has internet. So she can learn. Cả lớp ơi. Cả lớp mình vô tay cho bạn Nguyên Vi xem nào. Cả lớp là thầy bật màn hình lên. Cả lớp vô tay cho bạn Nguyên Vi nha. Vô tay nào. Everyone, clap your hands for Nguyên Vi. Ok, clap your hands. Ok, clap your hands. Anh Kiệt vô tay đi. Anh Duy nào. Anh Duy, clap your hands. Ok. Đấy. Vô tay kìa. Bạn Nguyên Vi nha. Phải đi 3 cái số mới có mạng để học đấy các bạn. Các bạn thật là may mắn các bạn. Ngồi nhà học nha các bạn nha. Ok. Really good Nguyên Vi. Tuyệt vời Nguyên Vi nha. Thầy rất không phục con nha. I really admire you and you will be good at English in the future. Con sẽ rất giỏi tiếng Anh. Trong tương lai thầy tin là như vậy. Nếu con chăm chỉ con học hàng ngày theo những lời thầy hướng dẫn chắc chắn con sẽ giỏi con nha, Nguyên Vi. Ok? Yes. Ok, cả lớp comment nào. Got it. I do. Good. Ok, good. Tuyệt vời nha. Thầy rất là xúc động đấy. Khi mà thấy Nguyên Vi đi một quãng đường rất là xa để có thể có internet để mình học tiếng Anh. Thực sự là tuyệt vời. So awesome. Ok, next one, tiếp theo các bạn ơi.
They're sharing now. Let me share my screen, okay? Let me share my screen. Okay, good. Next one. Tiếp theo. Ui, nhiều thủ điểm đấy. Seven. Okay, seven cats. Okay, bảy con mèo. Seven cats. Lớp ghi bài vào nhá. Seven cats là bảy con mèo. Lớp đọc lại theo thế nào. Seven cats. Everyone. Seven cats. Đọc lại một lần nữa nào. Bọn cả lớp ghi đi để thầy mời bạn nào. Bùi Hiệp 68 nào. Con phát biểu đi. Seven cats. Bùi Hiệp 68A cùng với chúng con phải đổi. Con phải đổi nhá. Đổi tên đi. Cả lớp nào. Seven cats. Con bật mic đi. Xin mời bạn Hương Trà nào. Hương Trà phát biểu đi. Seven cats. Everyone, cả lớp nào? Seven. Cats. Seven cats. Okay. Seven cats. Good. One more time. Con nhớ chữ SC nhá. Yeah. Seven cats. Seven cats. Thêm SC vào. Đâu SC? SC là hai răng cắn lại thổi ra nào. Seven cats. Seven cats. Oh, really good. Awesome. Tuyệt vời con ơi. Giỏi lắm. Ok, con rất là thông minh nhá, very smart, rất là thông minh. Ok, good. Cả lớp nhắc lại nào, seven cats. Good. How old are you, Hương Trà? How old are you? Con mấy tuổi, Hương Trà nhỉ? How old are you, Hương Trà? Con mấy tuổi rồi? How old? How old are you? Hương Trà mấy tuổi nhỉ? Con 7 tuổi ạ. 7 à, 7 là 7 con nha. Ô, mình học 7 luôn, thật là trùng hợp nha. Cả lớp nào? Repeat. I'm 7 years old. 7 years old. Okay, really good. Okay, awesome. Good. Cả lớp nhắc lại cho thầy nào. Mình nhanh một chút nha, không kịp đâu. Number next 8. Học số 8 nào. 8. Là 8 này. 8. Hats là 8. 8 mũ, ok. Những cái mũ. Lớp đọc lại cho thầy nào. 8, âm cuối nào. 8 hats. Hát mình đẩy ra nha. H you blow air out, ok. 8 hats. Really good. Tuyệt vời. One more time. 8 hats. 8 cái mũ nhá. 8 hats. Ok. 8 cái mũ. Tiếp theo nào. Mình có trong sách rồi thì mình ghi nhanh thôi nhá. 9 flowers. Ok. Ok. Cả lớp nhắc lại nào. 9 này. Hoa. Ok. Những bông hoa. Ok. Good. Repeat after me. 9 flowers. Flowers. Okay. One more time. 9 flowers. Okay. 9. Những bông hoa. 9 bông hoa nha. 9 flowers. Okay. Good. Next one. Mình đi nhanh một chút nha. Không là mình muộn giờ mất rồi. Nhanh các bạn ơi. 10. Ai chưa hiểu? Mai xem lại video là sẽ hiểu. 10 bananas. Bà các bạn nhắc lại nào. 10 chữ N hơi mũi là 10 bananas. Good job. One more time. 10 bananas. Good. Là 10 quả gì? 10 những quả chuối nhá. Những quả chuối. Ok. Ok, repeat. 10 bananas. Really good. 10 bananas. Okay.